Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện mẫu phiếu điều tra dư luận xã hội về công tác giáo dục và đào tạo. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện phiếu điều tra để cuộc điều tra dư luận xã hội đảm bảo đánh giá về thực hiện công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào mẫu phiếu điều tra dư luận xã hội, đồng chí Dương Đức Huy, ủy viên ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho rằng: cần tách bạch câu hỏi dành cho giáo viên, cán bộ quản lý riêng, đưa ra các câu hỏi mở, những câu hỏi so sánh để thu được nhiều ý kiến khách quan. Đối với câu hỏi dành cho học sinh, tăng cường các câu hỏi cảm nhận về môi trường học tập, thái độ giáo viên, giáo dục về giới tính, những thông tin câu hỏi tại phiếu điều tra ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ có sự bổ sung thay đổi theo ý kiến thống nhất tại buổi hội thảo và gửi lại các thành viên để sớm triển khai điều tra dư luận xã hội về công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh